triệt phá thiên đường sung sướng cực khủng của quý ông tại Thái Bình. Công an tỉnh Thái Bình bất ngờ kiểm tra khách sạn Trúc Lâm, phát hiện 5 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm, thu giữ trên 100 triệu đồng. Chiều nay 21 tháng 7 năm 2016, Công an tỉnh Thái Bình cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình phối hợp với các lực lượng chức năng vừa triệt xóa động mại dâm tại khách sạn Trúc Lâm, thành phố Thái Bình. Theo đó, hồi 21 giờ ngày 19 tháng 7 năm 2016, thực hiện sự chỉ đạo của lãnh đạo Công an tỉnh, các đơn vị sự nghiệp đã tiến hành kiểm tra khách sạn Trúc Lâm ở tổ 15, phường Phú Khánh, thành phố Thái Bình, phát hiện 5 đôi nam nữ đang có hành vi mua bán dâm ở các phòng của khách sạn. Tại các phòng, các đối tượng mua bán dâm, lực lượng chức năng đã thu một số bao cao su và vỏ bao cao su đã qua sử dụng. Tiến hành khám xét phòng ở của chủ và nhân viên lễ tân khách sạn, lực lượng chức năng thu giữ một số tiền là 104,5 triệu đồng. Khám xét tại quầy lễ tân thu 4,7 triệu đồng, một thùng bao cao su và sổ sách tài liệu liên quan. Khách sạn Trúc Lâm do Nguyễn Mạnh Hồi sinh năm 1950, vợ là Trần Thị Lợi sinh năm 1953 cùng ở tại địa chỉ trên làm chủ, và Trương Thái Sơn sinh năm 1962 ở xã Tân Bình, thành phố Thái Bình là lễ tân của khách sạn. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Bình đã ra quyết định tạm giam hình sự đối với 3 đối tượng Nguyễn Mạnh Hồi, Trần Thị Lợi và Trần Thái Sơn, xử lý hành chính đối với các đối tượng mua bán dâm, đồng thời tiếp tục củng cố hồ sơ để điều tra xử lý theo quy định của pháp luật. Trước đó, vào hồi 21 giờ ngày 1 tháng 5, hàng chục cán bộ chiến sĩ thuộc các lực lượng, đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh Thái Bình phát hiện bắt quả tang 9 đôi nam nữ đang có hành vi mua dâm, bán dâm tại hai nhà nghỉ Tiến Đạt 1 ở tổ 13 và Tiến Đạt 2 ở tổ 12, phường Hoàng Diệu, thành phố Thái Bình, cùng do vợ chồng Hồ Thị Tố Nga làm chủ. Bước đầu, công an xác định vợ chồng Nga nuôi chân dài ăn ở tại hai nhà nghỉ để bán dâm. Các cô gái này đi khách được cho là do các nhân viên tiếp tân điều phối, vợ chồng Vinh Nga ít khi chỉ đạo trực tiếp mà giao cho đội ngũ tiếp tân khách sạn. Được biết, động mại dâm ở hai nhà nghỉ Tiến Đạt 1 và Tiến Đạt 2 khá nổi tiếng trong giới ăn chơi ở thành phố Thái Bình.